trong dân gian Việt Nam có lịch sử văn hóa lâu đời và có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân. Vì vậy, tại triển lãm mỹ thuật tranh dân gian do Bảo tàng Mỹ thuật tổ chức đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự. Bà Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm Sứ Hà Nội, rất bất ngờ khi được tham gia buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam do Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức. Bởi hơn 100 hiện vật tranh dân gian Việt Nam do bà Hòa hiến tặng đều được trưng bày bảo quản một cách trang trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật. Với nội dung phong phú, sinh động, các dòng tranh đều thể hiện ước vọng hướng tới cuộc sống tốt đẹp, hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Bởi vì là cái bảo tàng Đà Nẵng là một cái bảo tàng có cán bộ nhân viên rất là năng động, và khi mà hiến tặng thì bao giờ người ta cũng tổ chức những cái buổi triển lãm ở quy mô nhỏ cũng cho đến là quy mô to. Một cái bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng như này có những cái bộ sưu tập rất là khủng về mỹ thuật đương đại. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà giám đốc bảo tàng cũng như là cán bộ nhân viên bảo tàng rất là trân trọng cái mỹ thuật dân gian này, tôi đấy lấy làm rất là xúc động, và điều đó là nó sẽ làm động lực cho tôi để có thể là tìm tòi sưu tập thêm để mà hiến tặng tiếp tục cho Bảo tàng Đà Nẵng. Triển lãm tranh dân gian Việt Nam tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản mỹ thuật dân gian truyền thống quý báu của dân tộc, đồng thời giới thiệu quảng bá bộ sưu tập tranh dân gian của bảo tàng đến với người dân và du khách. Rằng cái triển lãm này rất có ý nghĩa với dân tộc của mình, vì những cái bức tranh là sẽ gợi lên những cái vẻ đẹp của Việt Nam mình. Tôi là muốn là cái dân gian này là sẽ phát huy mãi về sau lại cho các cháu, các con của mình biết được những cái tác phẩm của Việt Nam mình. Triển lãm tranh dân gian Việt Nam giới thiệu đến công chúng hơn 100 hiện vật thuộc các dòng tranh dân gian Việt Nam của cả ba miền Bắc, Trung, Nam như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng, tranh Làng Sình, tranh Kính Huế, tranh Kính Miền Nam, tranh Kính Khmer, tranh Sơn Mài Dân Gian, tranh Gói Vải.